cơ sở Chim Cú Gáy 2 xin chào tất cả các bạn chơi chim nhá. Hôm nay cơ sở xin lên sóng một tổ chòe cho các bạn chiêm ngưỡng và chọn được chủ chim lưu ý nhá. Tổ 5 con. Theo mình quan sát khả năng 4 có được. 4 hoặc 3 con, 3 con thì chắc rồi. Đấy, ai có nhu cầu thì truy cập vào trang web Chim Cú Gáy Hay nhé. Số điện thoại 0363745126. Rất đẹp nhá, đã động cầu rồi, chuẩn bị chắc khoảng 4-5 ngày nữa là mổ được. Mình nuôi đã được chục ngày đấy. Bắt non nhé. Tổ 5 em. Bắt đầu cho bậu cầu nhé. Cầu lồng rồi nha chị, mấy ngày 3-4 ngày nó là mổ rồi. Rồi mình xin kết thúc video nhé. Ai có nhu cầu điện thoại 0363745126 nhé. Cảm ơn các bạn xem clip chia sẻ cho mình nhé.